Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vở bài tập toán lớp 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 3, nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau, tiết số 2. Bài số 1, khoanh vào chữ đặt trước, câu trả lời đúng. Câu A, số búa nhiều hơn hay ít hơn số đinh. Rồi dưới này chúng ta sẽ chọn câu A hay là câu B. Chúng ta đếm số búa này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được. Rồi cái này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được. Như vậy cái búa là 6 mà cái đinh là 8. Như vậy là số búa ít hơn số đinh. Hay nói ngược lại là số đinh nhiều hơn số búa. Số búa nhiều hơn số đinh. Vậy không phải. Búa có 6 mà. Số búa ít hơn số đinh. Dạ con này đúng. Câu B. Nó qua câu B. Số ô tô nhiều hơn hay ít hơn số cần cảo. 1, 2, 3. Như vậy là có 3 cái cần cảo này. Rồi ô tô 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là ô tô là 5. Như vậy là cần cảo ít hơn ô tô. Hay nói ngược lại là ô tô nhiều hơn cần cảo. À. Câu A, số ô tô ít hơn số cần cảo không phải? Ô tô 5 mà. Câu B, số ô tô nhiều hơn số cần cảo. À. Câu B. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu đúng. Câu A, số ngôi nhà ít hơn số cây cầu. Câu B, số ngôi nhà nhiều hơn số cây cầu. Rồi, chúng ta đi đếm ngôi nhà và cây cầu. Cây cầu 1 nè, 2 nè, 3 nè, đây này là 4 nè, 5 nè, 6 cây cầu. Rồi, như vậy là cây cầu thì chúng ta sẽ có là 6 cây. Rồi, thì cái nhà là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8. Như vậy ngôi nhà là 8. À. Và chúng ta quay lại, chúng ta xem. Số ngôi nhà ít hơn số cây cầu, không phải, ngôi nhà tới 8. Số ngôi nhà nhiều hơn số cây cầu như vậy câu B. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 3. Vẽ thêm hoặc gạch bớt cà chua, cà rốt để câu A, số cà chua ít hơn số sau. Câu A này, số cà chua ít hơn số sau. Như vậy là 1, 2, 3. Cái này là 1, 2, 3. Và người ta yêu cầu là số cà chua ít hơn số sau. Như vậy ít hơn thì chúng ta gạch đi một trái. Hoặc có thể là chúng ta gạch đi hai trái. Được. Có thể là gạch đi ba trái thì gạch không được. À, gạch đi hai trái. Ít ra chúng ta sẽ còn là một trái để chúng ta so sánh. Được không? Như vậy chúng ta sẽ gạch một trái hoặc là gạch hai trái được ha. À. Câu B. Số cà rốt nhiều hơn số thỏ. Như vậy đây. Bây giờ đây là hai con thỏ thì cà rốt thì người ta yêu cầu là nhiều hơn thì chúng ta vẽ thêm được. Còn chúng ta gạch thì gạch không được, chúng ta gạch đi hai con thì đâu có cái gì để so sánh được không? Như vậy chúng ta bắt buộc chúng ta phải vẽ củ cà rốt. Như vậy chúng ta phải vẽ 3, cái này là bên này là 2 đúng không? Như vậy chúng ta phải vẽ 3 là được. Rồi. Một trái. Giờ là 3 trái. 1 2 3, bên này là 2. Vậy là cà rốt nhiều hơn số thỏ.
Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi về kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều của đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.